ăn xong là lau rồi nha. Ăn xong là lau rồi. Dạ. Thì dạ. Tinh 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 tinh. Mẹ bảo sao cho ăn bằng muỗng này. Thôi tiện muỗng nào ăn muỗng đấy. Ừ. Nghĩ nhanh chân à. Nhà bây giờ ra cho ăn. Nào. Cháu ăn gì ngon cho ban với? Không đâu, ba không có tiêu chuẩn đâu. Ba không có tiêu chuẩn đâu. Đúng không? Không. Ấm ấm hay là ra đây là vừa. Ồ, ăn nhiều quá à, cho ban với thôi. Không được đâu. Chừa cho ba với. Không được đâu. Hehehe